Hello, em chào tất cả các bác. Em đang sắm một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Seiko. Chiếc này có đèn cảm biến ánh sáng nha các bác. Có đèn ngủ ban đêm nha. Khi mình mở đèn là tự động nó cái đèn này nó sẽ tắt. Mà mình tắt đèn sử dụng sinh hoạt hàng ngày là cái này nó sẽ cháy sáng nha. Vòng to của chiếc này là 35 cm. Cái này tháng 3, ngày 22 tháng 3. Nhiệt độ trên là 30 độ C và 58% độ ẩm. Chiếc này tổng bộ của nó zin đẹp xuất sắc nha các bạn. Giờ em mở thử đèn lên là tự động nó sẽ ngắt nha các bạn thấy không? Có ánh sáng là ngắt ha. Có ánh sáng nhẹ ngắt. Và kim thì nó sẽ quay chạy bình thường. Khi mình tắt đèn là tí xíu là kim sẽ ngắt nè. Và ánh sáng đèn nó sẽ bật lên. Để dạng tiết kiệm pin nha các bác. Rồi bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267 và đây là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em ha. Để cần hình ảnh hoặc video gì em gửi thêm cho các bác tham khảo. Rồi em kết thúc video chào các bác. Cái đèn này tại giờ ban ngày em tắt đèn để test cho các bác xem vậy chứ sáng dữ lắm. Phim này chắc nó quay tới chỗ số 12 cho dừng. Chiếc này thì điều chỉnh giờ bằng sóng control nè, bằng hai nút nhấn rất hiện đại. Nói chung mà rất dễ sử dụng. Chạy rất chính xác và chuyển giờ ha. Cái này nó sẽ ngừng nhẹ bật cái đèn lên. Rồi sẽ quay. Rồi em chào các bác nha.